liên quan vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Y Ca Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, khiến 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã hy sinh và 3 người dân thường thiệt mạng. Ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Khin Liên, 31 tuổi, trú tại Bung Gia, xã Hòa Sơn, huyện Karong Bong, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, Y Khin Liên đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, nhưng bị can này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, Y Khin Liên có đặc điểm riêng là nốt ruồi ngay cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Y Khin Liên đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân các cấp nơi gần nhất. Sau khi bắt được đối tượng, phải báo tin đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 1 tháng 7, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với nam thanh niên 29 tuổi, trú phường Minh Long, thị xã Chơn Thành, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Theo hồ sơ, ngày 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Chơn Thành tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu phố 2, phường Minh Long. Buổi diễn tập được thông báo rộng rãi đến người dân và có biển báo ghi rõ khu vực diễn tập phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, nam thanh niên đã dùng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook về buổi diễn tập, đồng thời giật tiêu đề cháy nhà, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng có một vụ cháy thật đang xảy ra, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Chơn Thành. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vi Văn Mai, sinh năm 1990, Vùi Phù Xuẩn, sinh năm 1993, Vương Thị Hương, sinh năm 1993, cùng trú tại xã Cao Mã Bờ, huyện Quảng Bạ để điều tra về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó, các đối tượng đã tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cột mốc 295 trên tuyến biên giới Việt Trung, thuộc địa phận xã Cao Mã Bờ, huyện Quảng Bạ. Với mỗi người nhập cảnh trái phép, các đối tượng thu số tiền 3.000 nhân dân tệ, gần 10 triệu đồng, rồi chia nhau. Ngày 30 tháng 6, thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Đại Huynh, 40 tuổi, thường trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 29 tháng 6 tại quán trà sữa trên đường Trần Nhân Tông, phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, xảy ra vụ cháy. Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình, điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ Trần Đại Huynh, đối tượng gây ra vụ việc trên. Lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng dạng súng côn xoay, 9 viên đạn và một bật lửa dùng để bật đốt xăng. Bước đầu, Trần Đại Huynh khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với vợ, hiện là nhân viên làm việc tại quán trà sữa trên, nên đã mang súng tự chế và xăng đến đốt quán. Vụ việc khiến đồ đạc tại tầng 1 của quán bị cháy, người vợ bị bỏng phần mặt phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiều ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bà HTBL, 40 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khởi kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú về quyết định xử phạt hành chính. Bà L là người bị cưỡng chế đi xét nghiệm COVID-19 vào tháng 9 năm 2021. Tại phiên tòa, người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An đều có đơn xin vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng tới phiên tòa, nên sau khi xem xét, hội đồng xét xử vẫn quyết định tiếp tục phiên xét xử. Theo hội đồng xét xử, thời điểm Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú cưỡng chế bà L đi xét nghiệm COVID-19 là do tính cấp bách của công tác phòng chống dịch COVID-19. Các bộ ngành địa phương không được chủ quan, phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Trong khi đó, chung cư nơi bà L sinh sống đã có ca mắc COVID-19. Cuối giờ chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương phán quyết bác toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện, đồng thời công nhận các quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú và Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An là đúng.
Trước đó, tháng 9 năm 2021, tại chung cư E-Home 4, phường Vĩnh Phú, sau thời gian vận động không có kết quả, lực lượng chức năng đã cưỡng chế bà HTBL để xét nghiệm. Khi sự việc xảy ra, cư dân quay lại clip và tung lên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao. Ngày 1 tháng 7, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, Lương Huy Khanh cho biết, khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 6 đã xảy ra sạt lở bờ Bắc, kênh 10 Châu Phú, thuộc khu vực ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, khiến sụp một đoạn bờ Bắc kênh 10 Châu Phú dài khoảng 30 mét, ăn sâu vào 1/2 mặt đường cấp phối đá dăm, gây sập một mái trại tạm của hộ dân và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực. Ngoài ra có nguy cơ ảnh hưởng đến 5 hộ dân phía bên trong đường nếu sạt lở tiếp tục xảy ra. Nguyên nhân được xác định ban đầu do mái ta luy đường thẳng đứng không có cơ, khu vực có dòng nước chảy xiết, các phương tiện thủy lớn chạy qua tạo sóng lớn đập vào bờ. Mưa dầm thời gian gần đây làm cho đất mềm yếu, kết hợp tải trọng trên bờ lớn gây sạt lở bờ. Tại dự án khắc phục sạt lở kết hợp kiên cố hóa tuyến đường bờ Bắc kênh Cái Sắn, giai đoạn 2, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, hiện nay hạng mục gia cố đã thi công hoàn thành, tuy nhiên trên tuyến xuất hiện thêm một số vị trí sạt lở mới, gây mất ổn định nên tạm thời không thể triển khai hạng mục xây dựng đường được. Đối với đoạn sạt lở tuyến đường rạch giá Long Xuyên, xã Định Mỹ, đầu tháng 6 vừa qua, tuyến đê Tây kênh rạch giá Long Xuyên, đê bao kết hợp lộ nhựa giao thông nông thôn đã có hiện tượng rạn nứt cơ đê. Đến ngày giữa tháng 6, đoạn đê bao này đã xảy ra sụp lún với chiều dài khoảng 70m, rộng 2,5m, sâu 1,5m và có hiện tượng sụp lún nền đường dọc tuyến khoảng 700m. Trước tình hình trên, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp xử lý sự cố sạt lở, khảo sát, thiết kế công trình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Trước mắt, các địa phương gia cố tạm thời các điểm sạt lở, cần thiết làm kè mềm ổn định bờ để người dân đi lại an toàn và hạn chế xe ô tô lưu thông.